Phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao đang trở thành khát vọng của Việt Nam. Bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm với môi trường và xã hội, thì vai trò của Hội đồng Quản trị đối với chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp là yếu tố quyết định then chốt. Phải làm sao tạo dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, từ đó tạo được ưu thế trong việc thu hút vốn và sự quan tâm của nhà đầu tư. Đây là những thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn về quản trị với chủ đề Quản trị hướng tới phát triển bền vững. Chương trình do Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội, Viện thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam gọi tắt là VIOD và Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam gọi tắt là VCGI tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự nhằm tìm hiểu và trao đổi về việc các công ty làm thế nào để có thể theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế nóng của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tìm hiểu, trao đổi thông tin giúp các doanh nghiệp, hội đồng quản trị, các lãnh đạo điều hành cấp cao của doanh nghiệp hiểu thêm về xu hướng và các thông lệ thực tiễn về quản trị phát triển bền vững.